Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em và một số các anh em thợ cái cách tháo cái bộ biên ở đây. Đây là cái máy của con XSize 150. Đó, các bạn cũng đã thấy máy con XSize 150. Thì một số các anh em thì mình đã nhìn các anh em có bổ cái máy này ra rồi, nhưng mà vẫn chưa biết cách tháo cái bộ biên ở đây ra. Đó, cái cách tháo cái bộ biên ở đây rất đơn giản đấy. Khi các bạn rút cái bưởng côn bên này ra thì nó sẽ ra hoàn toàn luôn, nó rất là nhẹ. Nhưng còn cái phía bên này nó rất là chặt này. Đó, thì một số anh em là mình có xem là có kê gỗ vào đây để táng cái này ra, như thế là rất là nguy hiểm anh em nhé. Đó, thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái cách mà ra cái bộ biên này rất là đơn giản, ai cũng biết, chỉ một số các bạn là không biết là lấy gỗ để lấy búa phang vào đây thôi. Thì ở đây nó có hai cái con ốc gen 8 ở đây, hai cái lỗ ốc gen 8 ở đây. Thì anh em sẽ lấy cho mình luôn là hai cái suốt thân xi lanh này. Đó, anh em chỉ cần vặn vào đây, chỉ cần lấy hai cây này thôi, vặn vào đây rất là đơn giản thôi anh em ạ. Và bây giờ là mình sẽ vặn xuống. Anh em lưu ý là vặn cân tay nhé, nó như một cái vam nữa. Bây giờ mình giữ đây. Đó, anh em nghe tiếng bi nó kêu cạch cạch nhé. Rất là đơn giản đấy anh em ơi. Đó, rất là đơn giản mà nhàn. Người ta đã thiết kế ra những cái lỗ này mà anh em không để ý, anh em cứ mang búa ra anh em phang vào đây rất là nguy hiểm, nó hay bị xô cái bả biên. Đấy, rất là đơn giản đấy. Anh em cứ vặn đều, cứ ép ra. Nhà sản xuất người ta đã thiết kế ra rồi, anh em khi anh em tháo ra thì anh em cũng nên để ý, không có cớ gì là người ta sẽ làm những cái lỗ mà có gen để chờ ở đây làm gì cả. Đó, đây là cái cách tháo rất là đơn giản mà một số anh em không để ý là cứ văng búa ra để phang thẳng vào đây, như thế rất nguy hiểm, nó sẽ xô cái bả biên là cái xe của mình đi sẽ bị rung lắc. Đó, rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Đó, nó đã ra rồi đấy anh em ạ. Đấy, rất đơn giản. Con ốc vặn ở đây là nó sẽ ép ra và nó sẽ tì thẳng vào đây anh em nhé. Nó sẽ tì thẳng vào đây, không ảnh hưởng gì cả. Đó, đây là mình tháo ra nó cũng không có cái vết gì. Đó, đây là bên này, là bên này có vết, nó không ảnh hưởng gì anh em nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Một số anh em cứ mang búa ra táng vào đây là cực kỳ nguy hiểm. Ok anh em, ở clip này là mình sẽ đã chỉ cho anh em cái cách ra cái bộ bả biên ở đây rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Đó, thì có một số anh em thợ là cũng không để ý cái cách mà ra kiểu này, là phang thẳng vào đây, phang thẳng vào đây thì nó sẽ hay bị xô cái bả ở đây, rất là nguy hiểm. Vâng, ở cái clip lần trước ấy, thì mình đã chỉ cho các bạn thấy là cái con xúc bắp nó gãy. Đấy, bây giờ là nó đã làm cong cái bộ tay biên ở đây. Bây giờ là mình sẽ bổ tung cái máy này ra để thay cái tay biên này. Một số các anh em thợ mới làm hoặc là các anh em chưa va vào cái dòng Exciter, nói chung là các dòng Exciter này, thì mình khẳng định luôn là cái dòng Exciter này máy của nó dễ làm hơn là máy của xe Jupiter hay là xe Sirius nha anh em nhé. Thế nên là các anh em thợ mà có mới làm mà có va vào những cái dòng này ấy, thì cũng không phải lo. Cách thức làm thì rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Vâng, và ở cái clip lần trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cái con xúc bắp nó bị gãy ấy. Đây là nó vả ra đây, vỡ cả cái này anh em nhé. Đây, cái này khuyết này nó tròn ra đây đã bị vỡ, nhưng mà không ảnh hưởng gì. Cái này nó chỉ là cái đối trọng nha anh em nhé. Cái đối trọng, khi mà cái tay biên này nó quay ra đến tầm này thì cái đối trọng này sẽ cân bằng lực lại. Đó, ở trên chiếc xe Exciter nó làm thêm cái này là rất là hay, nó giúp cho cái máy của các bạn nó sẽ cân bằng khi đi ở các cái giải tour tốc độ thấp hay tốc độ cao ấy, thì nó giữ cho cái máy của các bạn nó sẽ được cân bằng và đỡ bị rung lắc. Đó, thì mình thấy ở trên cái xe Exciter này nó làm những cái chi tiết này nó rất là hay, nó hơn hẳn những cái xe của thằng Honda.
Ví dụ thằng Honda Winner là mình không thấy có cái đối xứng ly tâm này. Đó. Đối xứng lệch tâm như các bạn. Quả đối xứng. Khi cái tay biên này nó quay, nó sẽ tĩnh tiến. Thì đồng nghĩa việc như vậy thì nó sẽ làm cân bằng cái bộ bả biên này, giúp cho các xe của các bạn vận hành một cách mượt mà, nó không bị rung lắc đó ở các giải tốc độ anh em nhé. Ở clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách thức mà lắp cái bộ máy của con Exide 150 này. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Motul. Mình đã hướng dẫn và chia sẻ với anh em cách mà tháo cái bộ bả biên ở cái lốc bên số đi ra. Rất là đơn giản anh em ạ. Đó. Chỉ hai con ốc là anh em có thể tự vặn nó ra được rất là nhẹ nhàng, thay vì mình phải đóng ở đây. Ok anh em, xin chào anh em.